Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kế hoạch chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành lập quy hoạch 30 cảng hàng không, gồm quốc tế và nội địa, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Dự kiến, giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành nghiên cứu, lập quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng, cảng hàng không thứ 2 vùng thủ đô, cảng hàng không quốc tế Hải Phòng. Về tổng nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không, dự kiến giai đoạn này ước đạt 420.472 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 30m² một sàn một người, diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 15-20m² một sàn một người, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt trên 70%. Đối với nhà ở thương mại, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, gồm khoảng 68.700 căn hộ với gần 10 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó dự kiến hoàn thành trên 46.000 căn hộ. Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.200 căn với gần 2,8 triệu mét vuông sàn, trong đó hoàn thành hơn 21.000 căn. Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 182 hồ chứa thủy lợi nhỏ bị cạn nước do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, nhiều nhất là khu vực Tây Nguyên với 103 hồ. Theo Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Bộ đạt 57% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ đạt 59%, Nam Trung Bộ đạt 66%, Tây Nguyên đạt 40% và Đông Nam Bộ đạt 56%. Qua thống kê, tại các khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, hiện có 182 hồ chứa thủy lợi nhỏ bị cạn nước do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước. Ngoài ra, có hơn 10.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước. Để bảo vệ cây trồng trước hạn hán, thiếu nước, vừa qua, Cục Trồng trọt có công văn đề nghị các địa phương khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, sử dụng các vật liệu che phủ đất hoặc thảm thực vật nhằm tránh nắng nóng, giảm thoát hơi nước, đồng thời trữ nước tại các hồ đập chứa nước trong mùa mưa để sử dụng trong mùa khô, bảo đảm đủ nước tưới sản xuất. Thưa quý vị, triển khai công điện của Thủ tướng về đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường Cao tốc Việt Nam chủ trì rà soát bố trí điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc chưa được xây dựng trạm dừng nghỉ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu bố trí điểm vệ sinh tạm trên cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân dịp cao điểm này. Trước mắt, các đơn vị tận dụng vị trí trạm dừng nghỉ đã được bàn giao mặt bằng một phần hoặc vị trí mặt bằng thuận lợi trên dọc tuyến để làm bãi đỗ xe và nhà vệ sinh tạm, hoàn thành trước ngày 27 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện 24/24 khắc phục sự cố trên tuyến đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Đáng chú ý, hiện ngành đường sắt bổ sung phương án khoan từ trên sườn núi bơm bê tông xuống hầm đường sắt Bãi Gió tỉnh Khánh Hòa để gia cố khắc phục sạt lở. Đây là giải pháp được đưa ra sau khi việc khắc phục trong hầm gặp nhiều khó khăn, liên tục sạt lở thêm. Tại phía nam hầm Bãi Gió, các đơn vị tiếp tục gia cố bằng khung sắt và phun bê tông trong hầm. Phía trên đèo Cả, các đơn vị xác định tọa độ để khoan từ trên núi xuống hầm đường sắt, sau đó bơm phun bê tông để gia cố. Phía đầu bắc hầm Bãi Gió tiếp tục đưa khung sắt vào đoạn sạt lở để gia cố. Tuy nhiên, công tác khắc phục đang rất khó khăn, các tầng địa chất phức tạp, hiện chưa xác định được thời gian hoàn thành việc khắc phục để thông hầm.
Ở bên dưới phía trong hầm, các mũi thi công tiếp tục gia cố, tăng sức chịu lực cho vòm hầm bằng thép. Sau khi sự cố hầm bãi gió xảy ra, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt huy động tối đa phương tiện, bảo đảm việc trung chuyển hành khách. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ ngành đường sắt khắc phục sự cố, sớm thông tuyến đường sắt cũng như đường bộ qua đèo cả. Các đơn vị tranh thủ thời tiết nắng ráo để thi công, bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình thi công trên núi cao cũng như trong hầm nhỏ hẹp. Bắt đầu ngày hôm nay thì em mới chuyển tải hàng. Bắt đầu từ sáng nay thì cái đúng ra là cái hàng này người ta chưa chuyển tải, nhưng mà do cái sự cố hầm cho nên là những cái hàng nó cái thời gian vận chuyển nó đòi phải nhanh, cho nên người ta cũng còn chuyển tải hàng. Thì hàng thì nó đơn giản, nó khách vì nó đấy như canh thấy đấy, nó chỉ có container không thì không cần phải nhất thiết phải nhiều người đấy, thì là chỉ là cán bộ trung viên ga phụ trách dồn dịch và phụ với bên Datacô phụ bên cẩu này để dồn dịch thôi. Hơn 10.000 lượt hành khách phải trung chuyển bằng ô tô hàng hóa đông lạnh cũng được miễn phí trung chuyển do sự cố sập hầm ở đèo cả chưa khắc phục xong. Đến sáng ngày 15 tháng 4, đã chuyển tải 36 chuyến tàu với số lượng là 10.122 hành khách do sự cố sập hầm bãi gió ở đèo cả. Hành khách sẽ đi từ ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến ga Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Toàn bộ chi phí vận chuyển ngành đường sắt sẽ chi trả, chủ hàng không phải chịu thêm chi phí phát sinh. Có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch, nhưng do nhiều vướng mắc về đất đai nên tốc độ phát triển du lịch ở Lào Cai chưa tương xứng với tiềm năng. Luật đất đai sửa đổi 2024 được xem là cơ hội vàng sẽ tháo gỡ những nút thắt, khơi thông nguồn lực từ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. Do quy hoạch và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên nhiều hộ dân ở vùng cao thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai không thể làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, các công trình xây dựng phục vụ du lịch cũng không thể triển khai. Luật đất đai 2024 với quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Điều này sẽ giúp người dân có cơ hội để phát triển các mô hình du lịch. Rà soát là tất cả các cái hộ mà liên quan tới nhà, làm qua những năm mà liên quan tới làm nhà trên đất nông nghiệp, thì chính là những cái đấy mà liên quan tới sau này mà luật sửa đổi mà cho phép gọi là những cái trên đất nông nghiệp mà nhà đã tồn tại rồi thì được phép là chuyển mục đích sử dụng đất, thì xã cũng đang chính là cái này cũng đang vận động để các hộ cũng nắm được, và thứ hai là sẽ chuyển đổi được cái đấy thì để đủ các cái điều kiện để mình đăng ký gọi là các kinh doanh làm sao cho nó phù hợp nhất. Luật đất đai sửa đổi năm 2024 cũng có nhiều điểm mở về việc sử dụng đất đa mục đích. Cụ thể, tại điều 248 của luật này quy định sửa đổi một số điều của luật lâm nghiệp, trong đó cho phép chủ rừng được liên kết xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng. Phát triển du lịch sinh thái thì nó cũng đã làm thay đổi cái bộ mặt đời sống kinh tế xã hội của nông thôn miền núi. Bản thân các đơn vị làm du lịch sinh thái thì người ta cũng phải tự tôn tạo cũng như là trồng bổ sung các loài cây, thì đây cũng là những cái biện pháp để tác động làm tốt hơn cho cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Với những cái người chủ thể sử dụng đất này thì cũng phải lập dự án và phương án để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sau khi được duyệt thì được tổ chức triển khai, nhưng tuy nhiên cũng cởi nút đi rất nhiều. Chúng ta thấy rằng đấy là cơ hội mở ra cho cái vùng đất du lịch chúng ta, và hy vọng rằng sau thời điểm luật có hiệu lực, điều khoản này có hiệu lực thì cũng tháo gỡ được một số cái dự án mà hiện nay là đang trông chờ. Luật đất đai sửa đổi 2024 là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai. Đây cũng là cơ sở để các tỉnh miền núi khai thác tốt tiềm năng về đất đai và văn hóa bản địa để thu hút đầu tư phát triển du lịch.